Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nha. Hôm nay em lên cho các bác một vài cái món hàng thanh lý đây. Gọi là rẻ hơn cả cây rau cây cỏ. Nào, bắt đầu mặt hàng đầu tiên. Cây này thì em chỉ cầm vài cây mẫu ra đây thôi, tại vì em để nó ở khu vực khác. Đây là hồ điệp Đài Loan. Đấy. Hồ điệp Đài Loan nhưng mà nó hơi kém hơn đợt trước em giới thiệu một tí. Nó thường là có 3 lá. Đấy, bình thường hồ điệp Đài Loan thì đẹp lắm. Đấy, giống thì nó vẫn là giống Đài Loan nhá. Trồng vẫn rất là khỏe. Nhưng mà những cái cây này là đã qua chọn lọc rồi, mình chọn hết những cái cây đẹp để bán 25.000 rồi. Còn những cái cây này thì nó hơi xấu hơn tí. Thì em bán cho mọi người với giá là 15.000 nhá. Đây mọi người xem này. Đấy, sức sống của cây rất ok. Đây. Dễ này. Chấm hết luôn. Cái cây này mình về mình trồng ấy thì Tết sẽ có hoa nhá. Tất cả những cái cây này thì đều để cho cái mùa vụ Tết năm sau. Đó. Dễ này. Cực kỳ khỏe. Đấy. Đây, bóc thêm cây này cho mọi người. Dễ xanh mướt rất là khỏe nhá. Về trồng an tâm luôn. Giá có 15.000 một cây thì không phải nghĩ. Đấy, đây là hồ điệp Hoa Đại. Thì những cái cây này nó có 3 lá thôi. Bình thường hồ điệp Đài Loan em bán 25.000 nó có 4 5 lá cơ. Nhưng nó cũng chả quan trọng đâu, quan trọng là cây nó khỏe đẹp là được. Đúng không ạ? Cây này em bán 15.000 nhá, số lượng không có nhiều đâu. Số lượng nó có khoảng 200 cây thôi. Đấy, 15.000 một cây. Mua 20 cây bao ship, còn mua dưới 20 cây tiền ship cho em nhá, tiền ship 40. Mặt hàng tiếp theo này. Đây. Mặt hàng tiếp theo là cả một rừng cây. Đó là mãn thiên hồng nhá. Mãn thiên hồng. Mãn thiên hồng cái cây này là ra hoa một lần rồi. Đấy. Ra hoa một lần vào Tết vừa rồi rồi. Nhưng mà cây này thì cực kỳ khỏe. Mình trở về trồng thoải mái nhá. Nó lại Tết năm sau nó lại cho hoa tiếp và cây nó sẽ to lên. Đây, những cái cây của nhà em thì em trồng trong cái cốc nhỡ như thế này. Nói chung là nó đã là cái cây trưởng thành rồi. Đó. Em thanh lý là 40.000 một cây nhá. Mãn thiên hồng này thì 10 cây thì em bao ship thôi. Đấy, mãn thiên hồng thì 10 cây em bao ship thôi. Đấy, cây quá đẹp không phải nghĩ luôn. Mãn thiên hồng trồng quá là khỏe rồi. Mà bác nào mà còn muốn thắc mắc mặt hoa của mãn thiên hồng thì đây. Em vừa cắt hoa một loạt xong bây giờ em còn để. Đây, còn 2-3 cây để hoa đây. Đấy. Hoa này nở tứ Tết đây. Hoa mãn thiên hồng thì yên tâm bền lắm. Chơi em đảm bảo là chơi được 3 tháng, 3 tháng rưỡi thoải mái luôn. Đấy, hoa nở tứ Tết mà giờ nó trông nó vẫn còn đẹp không? Em cắt hết rồi, bọn kia em cắt hết rồi. Đấy. 40.000 một cây nhá, quá là đẹp rồi. Tiếp đến này. Thanh lý cho mọi người mặt hàng phi điệp này. Phi điệp này thì em có giới thiệu nhiều rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ nó đang là xuống lá và lên mầm gốc. Thế nên nhìn nó không được đẹp lắm. Chứ đúng cái quy trình của nó là nó phát triển theo đúng quy trình đấy. Nhưng mà tất nhiên là nhìn hình thức nó sẽ không còn đẹp như trước nữa. Đây, nhìn cây nó lên mầm gốc này. Còn thân già nó xuống lá đây. Vừa nhà em vẫn có 10 loại nhá. 5 trắng, 5 hồng đã em giới thiệu suốt cái phi điệp này rồi. Em không giới thiệu lại. Thì hôm nay em quay qua cho mọi người thôi. Đấy, bác nào mà còn muốn mua thì mua, còn không thì em cũng chuẩn bị cắt bộ thân già này em ươm ki rồi. Đấy, mọi người có thể về chơi cái mầm gốc này này, trồng sang chậu là mầm gốc phát triển rất là nhanh. Còn cái thân già thì mình ươm ki đúng không ạ? Rất là lợi thế. Tóm lại lẽ ra là phải bán đắt hơn đấy, nhưng mà không. Trồng xấu hơn thì em cứ bán rẻ hơn. Đây ví dụ như cây này là cây hồng này. Đấy. Hồng yên thủy cấy mô này, rất là đẹp nhá. Đấy, thân già này, hai mầm tơ lên này. Tóm lại là cây này thôi bây giờ em bán cho mọi người là 30.000. Có 5 loại trắng, 5 loại hồng. Còn mọi người mà muốn biết là 5 loại trắng, 5 loại hồng gì ấy, thì có thể xem lại video. Hoặc là gọi điện thì em tư vấn cho cũng được. Chứ em không giới thiệu lại nên em giới thiệu suốt rồi. Đấy, đây này. Ông này còn chưa thấy lên mầm gốc nào, còn lên mấy thằng kỳ này. Mấy thằng kỳ trên thân này, hai thân già. Đấy, ý là bây giờ nó xuống lá rồi thì nhìn nó không được đẹp nữa. Nhưng mà thôi em vẫn cứ bán cho mọi người. Đỡ em phải làm kỳ nhá. 30.000 một cây, 10 cây bao ship. Lấy các loại hay cũng được, mà một loại cũng được. Em chào mọi người, số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhé.